Ngày hôm nay, một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bước vào cửa hàng bán quần áo phụ nữ. Sau khi quan sát không thấy người, kẻ này bất ngờ lao đến khống chế nữ chủ quán trong tiếng la hét của nạn nhân. Theo nội dung trong clip, thời điểm xảy ra sự việc, cửa hàng không có ai. Đối tượng đi vào rồi bất ngờ lao đến bóp cổ nạn nhân. Sau một lúc cố gắng vùng vẫy, nạn nhân thoát được ra ngoài và hô hoán mọi người đến ứng cứu bắt giữ đối tượng trên. Vụ việc được xác định xảy ra tại một shop quần áo ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo nạn nhân, thì vụ việc xảy ra vào trưa một tuần trước và đối tượng là người tâm thần. Phía gia đình đối tượng cũng đã xin lỗi, cam kết trông coi cẩn thận để tránh xảy ra những vụ việc tương tự nên nạn nhân không làm đơn tố cáo. Phía lãnh đạo địa phương cũng xác nhận đối tượng là người bị thiểu năng trí tuệ. May mắn vụ việc chưa xảy ra thương tích gì, gia đình nạn nhân cũng đã chấp nhận lời xin lỗi nên chính quyền địa phương đã bàn giao nam thanh niên này cho gia đình quản lý.